Đây là chuyện ma có thật. Chuyện ma mới nhất 2016. Chuyện xảy ra hơn tháng nay rồi, và nó vẫn tiếp diễn đến hiện tại. Lần gần nhất là vừa diễn ra đêm qua. Đến giờ mình vẫn còn kinh hãi. Chap 1. Chuyện là thế này. Đầu tiên, xin nói sơ lược về tiểu sử của mình, cũng như nơi mình sinh sống. Mình năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong, hiện đang xin việc. Trong thời gian chờ tiếp nhận hồ sơ phỏng vấn, thì mình đi đi về về giữa Sài Gòn và Long An quê mình. Nhà mình thuộc một xã tương đối nghèo, lại nằm trong con hẻm nhỏ, khá hoang vắng. Dù rằng trong xóm cũng nhiều hộ, nhưng các thím biết đấy, ở quê đất rộng người thưa, mỗi nhà cách nhau một khoảng sân, cây cối tùm vài chục đến vài trăm mét là chuyện bình thường. Mỗi khi trời tối nhập nhoạng là ếch nhái, chim chóc, ve, chuột kêu loạn lên. Ai không quen ở lại một đêm bảo đảm ớn lạnh sừng sống luôn. Gia đình mình khá đông anh chị em, tất cả 6 người, tính luôn ba mẹ là 8. Mình thứ 6, còn một đứa em trai, năm nay đang học lớp 10 ở xã. Các anh chị trên mình đã dựng vợ gà chồng, ra ở riêng cả rồi. Nói chung cũng khá thành đạt. Thế nên thời gian mình lên Sài Gòn học thì ở nhà chỉ còn thằng cu em với ông bà già đã gần 70 tuổi. Mỗi khi mình về thăm quê thì nó mừng lắm, cứ quấn lấy mình suốt ngày, hỏi han đủ thứ. Nhà mình vô thần, chả thờ cúng gì cả, nhưng cũng không báng bổ thần linh hay đạo giáo nào. Mình quan niệm, có thờ, có thiêng, có kiêng thì có lành thôi. Mà thật sự thì mình gan dạ từ nhỏ, chả biết sợ ma là quái gì. Có khi về quê giữa đêm mất ngủ, còn bật phim kinh dị lên xem, trong khi cửa nhà mở toang hoác, gió máy ầm ầm ngoài trời. Lan man thế đủ rồi, mình vào vấn đề chính đây. Trở lại độ một tháng trước, mình vừa cắp đít về quê, tận hưởng chuỗi ngày thất nghiệp, thì chả hiểu sao, đúng dịp nhà hàng xóm có đám tang. Đây là nhà ông hai, sát vách nhà mình, gọi là sát vách, chứ thực ra cũng cách mấy chục mét. Ông này hơn 70 tuổi rồi, thuộc dạng cao niên nhất xóm. Về già còn mắc thêm căn bệnh mù lòa, hoàn cảnh rất tội nghiệp. Ông hai có cả thảy 8 đứa con, nhưng vì nhiều lý do nên nhiều người đã bỏ đi biệt xứ từ lâu. Còn ở lại với ông chỉ có 3 người con, trong đó 2 đã có gia đình và ở chung nhà luôn. Riêng người con gái út vẫn độc thân. Nghe thì tưởng trẻ, thực tế chị này ngót nghét 30 rồi, cũng gọi là có tí nhan sắc. Nhưng tính tình mưa nắng thất thường, nên thời gian trước có một số thanh niên ngấp nghé, nhưng về sau thì té hết cả, chẳng còn ai dám xây vào. Thành ra càng ngày càng khó chịu. Chuyện này thì mình nghe thằng em kể, chứ mình suốt ngày học ở Sài Gòn đâu rành. Chị này tên Liên, nghe đầu năm trước có chửa hoang mà bên nhà trai không thèm cưới. Gia đình khuyên bà phá thai, nhưng bà không nghe, cố giữ lại. Rồi chả hiểu sao, có buổi chiều ra giếng quay nước thế nào lại bị cây đòn quay đập mạnh vào bụng, thế là sẩy thai. Thế nào ở quê chắc biết thứ dụng cụ quay nước nguyên thủy này. Đợt đó chị Liên khóc rồi bệnh liệt giường cả tháng trời, định tuyệt thực tự tử. May mà gia đình và hàng xóm láng giềng ra sức khuyên nhủ mãi mới chịu thôi. Mà kể cũng tội mấy thím ạ, sau vụ đó một thời gian thì bà phát điên luôn, suốt ngày kêu la ầm ĩ, thậm chí tiêu tiểu chơi chết đầy nhà, báo hại ông hai già cả mù lòa, còn phải nai lưng ra dọn dẹp. Thường còn nên ông chả than thở gì, ráng mà làm thôi. Về phần anh chị của bà thì gần như trốn biệt luôn. Nói nào ngay, nhà mình cách xa cả khoảng, mà mỗi lần về mình vẫn phải nghe bà mẹ than phiền. Nói chị Liên cứ đêm khuya là hú hét inh ỏi, bà mẹ chả ngủ nghe gì được. Nhưng nghĩ cũng tội, thần gái trẻ mang tiếng chửa hoang, mất con rồi còn bị thần kinh, nên cố chịu đựng cho qua. Thằng em mình tên Biển cực nhát gan, ngược lại với mình. Cũng kể khuya khuya nó hay thấy chị Liên ra ngồi gần miệng giếng, rồi cứ cắm nhìn xuống bên dưới khóc than.
đầu tóc rũ rượi, nom kinh lắm. Mình thắc mắc, sao khuya không ai nhốt chị lại? Để đi lang thang thế, rồi té giếng hay ra đường, bị xe tông, phải làm sao? Nó nói chả biết, ông hai có chốt cửa, nhưng bà mạnh lắm. Xô rầm rầm mấy cái là bung cửa ra ngay. Mấy lần đó, mình nghe rồi bỏ ngoài tai. Thời gian học hành trên phố chiếm hết tâm trí rồi. Thôi thì, phần số ai sao, người đó gánh vậy. Bẵng đi một thời gian, nào ngờ bữa nay về lại, thấy hàng xóm mu đông nghịt bên nhà ông hai. Hỏi mới biết chị Liên lọt giếng chết đêm qua. Đến tận sáng nay mới có người phát hiện vớt lên. Hiện giờ đang chuẩn bị liệm. Mình nghe mà rụng rời tay chân, da gà ốc ác nổi hết cả lên. Phần vì ớn lạnh, phần vì thương chị, con trẻ lại chịu số phận bi thảm như vậy. Sau đó, mình theo thằng Biển qua nhà ông hai thăm nom, nhân tiện hóng chuyện tí. Nói thật là đến giờ mình vẫn còn hối hận vì cái hôm đó, sao lại tò mò nhìn thi thể chị Liên làm gì? Ám ảnh kinh khủng luôn mấy thím ạ. Da người chết đuối, nó mủng beo, trắng bợt, nhìn kinh dị lắm. Nhất là đôi môi chị giống như bị lở loét, từng lớp da thay nhau bong chóc. Chưa kể mắt chị không biết có ai vút không, mà một bên khép hờ, một bên mở lên trừng trừng, lộ toan tròng trắng, trợn ngược, hẳn tia máu đỏ au. Mình nhìn một phát, tự dưng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc từ xương sống xuống tận dưới chân, vội quay mặt đi. Nhưng từ lúc đó, hình ảnh chị Liên in sâu vào tâm trí, không sao quên được. Mình vừa quay mặt đi thì xung quanh đột nhiên xôn xao, tiếng mọi người ô lên kinh hoàng. Thằng Biển khều mình, thì thào bằng giọng run run, anh Sáu, chị Liên tự nhiên học máu kia, ghê quá. Mình nghe vậy, dù không muốn nhìn nhưng theo phản xạ lập tức quay đầu lại, chứng kiến tận mắt máu hòa theo nước giếng chảy ra từ mũi và miệng chị Liên, loang cả ra cái giường tre chị đang nằm tạm. Còn đang hoảng thì lại nghe thằng Biển thì thầm tiếp, anh Sáu, em nghe người ta nói chết oan hay bị hộc máu khi gặp người thân lắm đó. Mẹ cái thằng này, đang sợ còn gặp nó hù mãi. Mình bực quá, gạt phát đi, cái này là hiện tượng hay gặp ở người chết đuối thôi, mày đừng nói bậy bạ. Ủa, vậy hả? Ai biết đâu nè. Thằng Biển lầm bầm, nhưng mình biết nó chả tin đâu. Thôi mặc kệ, mình lôi nó về nhà, không dám nán lại nữa. Ma thì chả sợ, nhưng nhìn xác chết trắng nhợt, ớn vãi, ở lâu không nên. Bọn mình về nhà lo cơm nước, bên kia thì tẩm liệm, khóc lóc ồn ào. Người dân ghé viếng rất đông. Bà mẹ sau khi ăn cơm cũng túc trực suốt đêm bên đó, phụ họ cho đến tối mịt mới về. Mình cũng xẹt qua xẹt lại xem giúp được gì. Công việc chính là giữ xe cho khách đến viếng, tiện thể tán xóc với mấy thanh niên trong xóm. Nghe bọn nó nói phụ nữ mà chết trẻ lại chết oan kiểu vậy thì oan hồn thường khó siêu thoát, sẽ thành quỷ dữ chu dập ám hại cả cái xóm này. Mà mình phi cười, thèm gạch cho mỗi thằng vài cái. Thời buổi nào rồi mà còn tin mấy chuyện nhảm nhí này. Bị mình gạt đi, một thằng trong đám bực dọc nói với mình câu này, đến giờ mình vẫn nhớ rất rõ, không sai một chữ. Mày chờ rồi xem, chưa thấy chưa tin, đến lúc mày bị rồi mới biết. Mình nghe vậy phì cười, chả thèm để ý, cũng không nói gì thêm, tránh tranh cãi không cần thiết. Sau đó là ba ngày đám tang, cả gia đình mình gần như ở bên nhà ông hai, chỉ về nhà khi cần tắm rửa, ăn luôn cơm bên đó. Đám thì người ta thường đãi cháo gà, trái cây này nọ, có gì ăn nấy cho đỡ đói thôi, tang gia bối rối mà. Mình còn nhớ như in, lúc đó tầm 11 giờ khuya, mình đang lên mạng xem tin tức thì thằng Biển rủ xuống dưới bếp ăn cơm. Do đang dịp nghỉ hè nên nó tha hồ thức khuya xem chuyện. Thằng này nghiền đọc chuyện kinh luôn, chuyện chữ thì loại gì nó cũng nhài giáo, thành ra toàn say mê đọc chuyện, đói lắm mới chịu ăn cơm. Ba mẹ mình đã ngủ từ sớm rồi, mình đang xem giờ bài báo. Hơn nữa cảnh tượng thi thể chị Liên vẫn quanh quẩn trong đầu.
khiến mấy bữa nay mình ăn cơm không vô. Vậy nên bảo nó xuống dọn cơm trước, lát mình xuống sau. Đâu tầm 10 phút sau, nó hớt hớt hải chạy lên, mặt tái mét, lắp bắp. Anh Sáu, gì chạy như ma đuổi vậy mày? Mình hỏi. Chị Liên. Sao? Em mới thấy chị Liên. Mắt mình đang dán chặt vào máy tính, vội ngước lên, trông rõ sự kinh hoàng trên mặt thằng Biền. Mình biết, nó không nói xạo. Dù vậy, vẫn hỏi lại. Thấy ở đâu? Chị Liên chết rồi, thấy gì nữa? Thằng Biền co rúm đến sát cạnh mình, chỉ tay xuống sau nhà. Dưới bếp, chị Liên mới khều em rõ ràng. Thật khó diễn tả cảm giác mình lúc này, nửa tin, nửa ngờ, lại có chút gì đó sờ sợ. Mình không sợ ma, vì mình tên trên đời không có ma quỷ, chứ không phải mình có thể tỉnh dụi khi thấy nó. Chị Liên đứng đâu khều mày? Ngay cửa sổ. Hồi nãy xuống dưới, tự nhiên em thấy ớn lạnh, mới đóng cửa sau lại, nhưng vẫn để cửa sổ cho mát. Rồi bới cơm ra, ngồi xoay lưng lại cửa sổ. Mới vả được mấy đũa thì nghe ai khều nhẹ sau lưng. Quay ra thấy bà. Thằng Biền bải hoải ngồi phịch xuống tấm phản, người tựa sát vào mình. Nó liên tục rung mình. Sự lạnh lẽo từ nó chuyển sang khiến mình ớn ấp theo. Nhưng thân là anh, xưa nay lại tự hào không biết sợ ma là gì. Mình đâu thể để nó biết mình cũng đang sợ bỏ mẹ ra. Thế nên đứng dậy hùng hổ. Đi, xuống bếp với tao. Nó lắc đầu lia lịa. Thôi, anh Sáu xuống mình đi, em sợ lắm. Mày ngồi đây một mình coi chừng bà vô tim đó. Mình dọa. Nó lật đật bật dậy, rón rén theo sau thằng anh đang dũng cảm bước từng bước chắc nịch xuống bếp, trong nhịp tim đập âm âm như vỡ đê. Cũng nói thêm cho mấy thím rõ, nhà mình dưới quê thuộc dạng nhà gạch cũ, không phải vì không có tiền xây sửa lại, mà ba mẹ mình ở vậy quen rồi, chả muốn thay đổi. Hơn nữa, nhà vậy cho mát mẻ. Nhà mình xây kiểu chữ L phổ biến, nhưng chỉ được phần trước là bê tông thép. Riêng phần nhà bếp là kiểu nhà ngói xưa cực mát, buổi trưa xuống không cần bật quạt, vẫn có cảm giác như mùa đông luôn. Xung quanh bếp thì cây cối um tùm, đủ loại cây ăn quả, nhưng chỉ lắp cái bóng đèn vàng nhỏ. Bà mẹ tiết kiệm ít khi bật. Thành thử ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài, vào buổi tối, chỉ thấy một khoảng đen mịt mùng với đủ loại âm thanh rền rĩ thôi. Khi xuống đến nơi, đập vào mắt mình là cái chén cơm vỡ vụn dưới đất. Có lẽ khi nãy, thằng Biên hoảng quá, vứt luôn chén mà chạy. Mình ngó ra cửa sổ, chả thấy gì ngoài bóng đêm. Thở vào một hơi nhẹ nhõm, mình hừ mũi. Có quái gì đâu, mày đói quá, bị quáng gà rồi. Em thấy rõ ràng mà, sao quáng được? Mặt bà xanh như tàu lá chuối, ghê lắm. Thằng Biền im một hồi thì nói. Mẹ cái thằng này, có cần diễn tả rõ ràng vậy không? Mình rất muốn tin nó, và thật sự là mình tin nó, nhưng vì lý do nào đó vẫn cố phủ nhận. Thời buổi này làm gì có ma cỏ, đừng nói nhảm nữa, lấy chén khác ăn cơm đi. Thằng Biền có vẻ bực dọc vì mình không tin, nhưng không dám cãi lại, lặng lẽ lấy chén, mở nắp nồi xới cơm. Bỗng nhiên tay nó khựng lại, mắt chân chân vào trong nồi. Thấy vậy, mình hỏi gì nữa. Nó không nói gì, chỉ hít sâu một hơi rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu bảo mình tới gần. Mình đi lại tò mò nhìn vào nồi. Nửa nồi cơm mới nấu lúc chiều giờ chỉ còn lại một chút cơm khét dưới đáy, nước và bùn non tanh tưởi chả biết từ đâu ra bám đầy xung quanh thành nồi. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh từ phía cửa sổ cuộn thốc vào lưng mình. Theo bản năng, mình vội quay lại nhưng chẳng thấy gì. Bên tai nghe văng vẳng âm thanh sợ hãi của thằng Biền. Anh Sáu, tin em chưa? Em thấy thật mà. Chắc hai, thằng Biền nói mà cái mặt nửa sợ sệt, nửa hí hửng. Sợ là sợ ma,
Còn hí hửng là vì đã khiến cho cái thằng vô thần như mình phải tỏ ra ái ngại. Sau giây phút thần hồn nát thần tính, mình mau chóng lấy lại bình tĩnh, miệng đằng hắng vài tiếng quả lấp, kéo ghế ngồi xuống nói: "Ăn cơm đi, chắc mấy con mèo hoang đói khát vô lục lọi thôi." Mặt thằng Điền xịu lại, nặng nhọc ngồi xuống ghế, bỗng hỏi: "Còn cơm đâu nữa mà ăn, anh Sáu?" Mình ngớ người ra: "Ừ nhỉ, mùi cơm còn có tí xíu, lại dính đầy bùn sình, ăn kiểu gì đây?" Nhịn thì không thể, từ trước đến giờ gần 12 tiếng, hai thằng có ăn thêm gì đâu. Cái bụng đang sôi ùng ục thì làm sao mà ngủ nổi. "Coi trong tủ còn mì gói không? Lấy nấu ăn đỡ chứ biết sao?" mình kêu. Thằng Biền mở tủ chạn, moi móc một hồi, quay sang nhăn nhó: "Hết sạch luôn rồi, hay để em vo gạo nấu nồi cơm mới. Giờ này nấu thì khi nào mới ăn? Mày tưởng còn sớm lắm chắc?" "Chứ sao giờ?" "Qua nhà ông Hai xin miếng cơm nguội đi, về tao với mày ăn." "Thôi đi, hủy khoắt rồi, ông Hai không còn thức đâu. Với lại..." Thấy nó ngập ngừng, gãi đầu gãi tai, mình hỏi: "Sao?" "Em sợ gặp chị Liên." Thằng cu này, mình thèm nhào tới đá cho nó vài cái cho đỡ tức. Vừa quên được tí, nó đã lại nhắc. Mình tặc lưỡi: "Vậy thôi, mày qua bên chị Hoa xin cơm đi." Hoa bằng tuổi mình, nhưng nhà nghèo nên nghỉ học lâu rồi. Hiện giờ chỉ suốt ngày ở nhà may vá cho dân trong xóm, kiếm vài đồng lẻ phụ gia đình thôi. Nhỏ này rất hiền, vóc dáng khá đầy đặn, khuôn mặt có nét dễ thương, nên đám trai làng theo đuổi không ít. Có điều, chả hiểu sao nó chẳng quen ai. Nhiều lúc mình nghĩ, không biết nó có phải là lét không nữa. Nhà Hoa cách nhà mình tầm 100 mét, về hướng ngược lại với nhà ông Hai. Thằng Biền sợ đi qua đó đụng trúng bà kia, nên mình mới kêu nó đi về phía này cho đỡ sợ. "Nè, xin nhiều một chút, mai nấu trả lại." Mình thảy cái tô bự trả bá cho thằng Biền. Thằng cu cầm cái tô xoay xoay trên tay, ngần ngừ mãi chả chịu đi. Thấy mình nhìn bèn nói: "Giờ này biết chị Hoa còn thức không?" "Còn sao không, nó mê coi phim lắm, có khi coi tới 1-2 giờ sáng mới ngủ." Lý do cuối cùng để khỏi phải đi ra ngoài bị mình tàn nhẫn bác bỏ. Thằng Bình cầm tô bước ra mà cái miệng mếu sạch, da mặt bắt đầu tái dần. Tới cửa nó đứng lại, vẻ sắp khóc tới nơi. "Anh Sáu, đi với em đi, đi một mình ớn quá." Mình định tranh thủ lúc nó đi xin cơm thì chạy lên nhà trên coi tivi, ai dè không yên. Nghĩ cũng tội, mình đứng dậy, tay xòe ra, hùng hồn nói: "Đàn ông con trai gì mà chết nhát như mày, mai mốt sao che chở vợ con, đưa đây tao." Thằng Biển nghe vậy mừng hết cỡ, vội đẩy cái tô qua cho mình, giống như đó không phải là tô mà là trái bom nổ chậm vậy. "Anh Sáu đi một mình hả?" "Móa, thằng khốn lỏi này vừa mới kêu mình đi chung với nó, giờ thấy mình đồng ý lại nhân cơ hội đẩy hết trách nhiệm cho mình. Lỡ tuyên bố quá mạng, giờ mình bắt nó đi theo biết nói lý do gì?" Đành ậm ừ: "Ờ, đi xin cơm cần chi hai đứa?" "He he, đỡ quá, đi lẹ về lẹ nghen anh Sáu, em đói quá rồi." Thằng cu cười tít mắt dặn dò. Mình hé cửa sau, hung hung hổ hổ bước đi hiên ngang như anh hùng ra trận. Dầm! Vừa đi được vài bước, tiếng cửa đóng sầm sau lưng mình. Chút ánh đèn hắt từ trong nhà theo đó cũng tắt lịm. Thằng em khốn nạn, mình vừa ra ngoài, nó lập tức đóng cửa ngay lại, cố thủ bên trong. Móa nó! Mình bồn chồn ngó quanh, cảnh vật thân quen thường ngày sao giờ trở nên lạ lẫm. Nơi nơi tối om chẳng một bóng người, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rì rả. Bình thường mình không hề quan tâm tới chuyện này, chỉ từ sau khi nghe thằng Biển kể vụ bị chị Liên trêu chọc thì giống như bị ám ảnh. Hai chân đang mạnh dạn bước đi bỗng run rẩy nhẹ nhẹ. Đường ở quê đâu được như thành thị, thường thì một xóm
chỉ có một trục đường chính, mà chỉ là đường đất thôi, được cái rộng rãi bằng phẳng. Nhưng đó là đường đi ra phố. Còn đường để hàng xóm qua nhà nhau đều là đường tự tạo, kiểu như đi lâu ngày đạp chết cỏ tạo thành lối mòn. Bởi thế, xung quanh con đường mòn toàn là lau sậy, chè trúc, cỏ lác cỏ may tùm, mọc thành từng bụi nhấp nhô đủ mọi hình thù quái dị. Xui xẻo nhất là mình đi mà quên mang theo đèn pin, cứ quở quạng đi trong màn đêm đen kịt. Thoạt đầu còn bước chậm chậm, về sau chuyển thành chạy, bên tai liên tục vọng lên tiếng thình thịch do chân mình tạo ra. Thế mà, lắm lúc cứ ngỡ là tiếng ai đó đang đuổi giết ngay sau lưng. Báo hại mình càng cắm đầu cắm cổ, ù té chạy thục mạng, mắt cố nhìn về ánh đèn leo lét từ trong nhà hoa hắt ra xa xa. Vừa chạy, vừa cố ngăn cái đầu đừng suy nghĩ lung tung. Lẽ thường, càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ tới. Chả hiểu sao, hình ảnh chị Liên lúc chết cứ hiện lên trong tâm trí mình. Gương mặt bợt bạt loang lổ, ánh mắt trừng trừng giận dữ, giống như đang nhìn thẳng vào mình. Và cả câu thằng Biên lắp bắp nói khi nãy, mặt bà xanh như tàu lá chuối, làm mình sợ hãi thật sự. Da gà da vịt thi nhau nổi lên từng cục khắp người, tóc gáy dựng đứng hết, cảm giác cả người phía sau tê dần đi, càng khiến mình ra sức chạy tới mức hai chân như sắp hẫng khỏi mặt đất. Lúc này, bên tai chỉ còn nghe tiếng gió ù ù, kỳ dư chả còn nghe được gì nữa. Cái cảm giác một mình giữa đêm hôm khuya khoắt, xung quanh chẳng một bóng người, lại thêm nỗi sợ hãi không tên từ những hình ảnh trong đầu liên tục bộc phát, thật sự kinh khủng. Lần đầu tiên trong đời mình nếm trải cảm giác sợ sệt, lo lắng đến vậy, chỉ biết chạy và chạy thôi. Hai tay cầm cái tô to đùng đưa về phía trước, đề phòng có gì đó đột ngột xuất hiện thì chơi luôn. Đang cắm đầu cắm cổ chạy như điên thì chân mình vấp phải cái gì đó, cả người lăn đùng ra đất. Vì đang chạy nhanh nên lăn lộn thêm mấy vòng mới dừng lại được. Mặt mày xây sầm, nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng. Còn chưa kịp ngồi dậy thì có thứ gì đó lạnh ẻo như nước đá bất thần bay tới, chụp trúng mặt khiến mình la lên hốt hoảng. Hai tay vội vàng cào cấu, dứt nó, ném mạnh xuống đất. Ê! Trấn tĩnh nhìn lại, hóa ra là con chẳng hiu, nhân cơ hội mình xa cơ, dám tấn công. Móa nó, làm thiếu chút nữa, làn già chết sức tại trận. Mình thở hổn hển như trâu nước, lồm cồm bò dậy, tay chân chầy chụa hết cả. Mình mẩy, đầu tóc thì đầy cát đất. Dù sao, cú té cũng khiến mình hoàn hồn, nỗi sợ vơi đi phần nào. Thất tha thất thểu định tiếp tục đi lại nhà hoa, chợt nhớ ra cái tô văng đi đâu mất rồi. Thế là phải lây hoay quay ra tìm. Trời tối, không mang theo đèn pin. Xui cái nữa là nhằm ngày chả có trăng, mây đèn che kín, một ngôi sao còn không có nữa là. Mình lò mò tìm mãi, chẳng thấy cái tô đâu. Quái lạ, tô mủ nhẹ hêu, mình té thì nó chỉ rớt quanh đây thôi, biến đi đằng nào được. Đang ngó tới ngó lui, tay chân quờ quờ quạng quạng, chợt tai mình nghe được tiếng dép lê lạo xạo trên đất ở xa xa. Tiếng đi rất nhẹ, giống như do phụ nữ tạo ra. Giờ này đâu còn ai thức mà lại đi đúng con đường này, chỉ có thể là Hoa hoặc thằng Biên thôi. Nhưng tiếng sét không phát ra từ trước hay sau lưng mình, mà nó tới từ phía bên hông, chỗ đầy những bụi cỏ lau cao bằng đầu người và mấy bụi tre già đang lắc lư kẽo kẹt theo gió. Mình bần thần, mắt càng hết cỡ ngó về phía phát ra tiếng sét, nhưng không thấy được vì bị cây cối che khuất hết tầm mắt. Ai đó? Mình hỏi lớn. Chẳng ai đáp lại, trong khi tiếng sét vẫn đều đều vang lên. Lạ nhất là lũ côn trùng xung quanh chợt nín bặt, chẳng còn bất kỳ âm thanh nào, khiến cho tiếng sét giữa đêm khuya, giữa nơi đồng không mông quạnh, càng rõ hơn bao giờ hết. Đến đây thì mặc dù chưa nhìn thấy gì, chẳng cần ai bảo mình cũng thầm đoán được tiếng sét đó là của ai. Cảm giác kinh hãi tột độ,
cả cơ thể bải hoải rã rời, rất muốn co giò chạy mà không làm sao chạy được, cứ như tay chân mình bị thứ gì đó níu chặt lấy không buông. Mình ráng gồng hết sức để giành lại quyền kiểm soát cơ thể, miệng hét toáng: "Tôi có làm gì chị đâu? Ba ngày qua phụ đám chưa đủ hay sao mà còn theo hù dọa tôi làm quái gì?" Trong cơn hoảng loạn, mình còn nói chửi mắng rất nhiều, nhưng giờ nhớ lại chỉ được bấy nhiêu. Không rõ vì những lời mình mắng chửi loạn xạ hay vì lý do nào đó mà tiếng dép đột ngột dừng lại vài giây, sau đó gấp rút lao về phía mình. Đúng lúc này, bỗng nhiên mình cử động được. Mừng còn hơn ông bà ông vãi đội mồ sống dậy. Nghiến răng, dồn hết sức lực xuống hai chân, phóng đi điên cuồng. Bất kể đường mòn hay lau sậy, mặc cho cây lá quất sát mặt, vẫn cứ nhằm hướng nhà hoa mà chạy ào ào đến. Có khi đã tới vận tốc của nhà vô địch cũng không chừng. Tiếng dép vẫn không buông tha mà đuổi theo sau lưng, càng khiến mình vắt giỏ lên cổ mà chạy. Chưa khi nào mình chạy nhanh đến thế, dù là những lần thi chạy trong tiết thể dục. Có lúc tiếng dép đã đến sát ngay sau lưng, thậm chí mình còn nghe được rõ tiếng thở phì phò quái dị. Nhưng mình chỉ biết chạy, không dám ngoảnh mặt nhìn ra sau lưng xem cái thứ khốn kiếp nào đang đuổi theo. Mình sợ nhìn một phát có khi ra đi luôn, không bao giờ tỉnh lại được nữa. Mà có cảm giác đúng là nó trêu chọc mình, vì rõ ràng đang ở ngay sát sau lưng mình, nhưng từ đầu đến cuối khoảng cách vẫn giữ đúng y như vậy, không tăng cũng không giảm, báo hại mình chạy bỏ mẹ ra. Chạy như chưa bao giờ được chạy, kiểu như một thằng xe lăn từ nhỏ đến lớn chợt có thể đi được vậy. Quãng đường chỉ 100 mét mà đối với mình lúc đó giống như cực xa xăm. Chạy mãi không tới nơi. Lúc lâu sau mới loạn choạng lao ra khỏi vùng cây cối rậm rạp, tới được trước cửa nhà hoa. Tay mình đấm rầm rầm lên cửa, miệng hào hển kêu: "Mở cửa! Mở cửa Hoa ơi!" Cửa chưa kịp mở, bên tai mình đã bị nó và từng làn hơi lạnh giá làm cho tê cứng, kèm theo tiếng rên hừ hừ quái đản chưa từng thấy. Không phải rên theo kiểu GAV thông thường hay trong mấy phim kinh dị mấy thím hay xem đâu. Cái cách nó rên rất khó diễn tả, cứ hực hực lên từng hồi như chó ấy, ám ảnh vãi lắm. Cháp ba, trong lúc dầu sôi lửa bỏng sắp hủy ngã tới nơi, may mắn làm sao cửa nhà hoa phát ra âm thanh ken két rồi xịch mở. Một cái đầu con gái tóc dài thỏ ra: "Gì mà mặt mày xanh lè xanh lét vậy Trương?" Lạ thật, Hoa vừa xuất hiện thì tiếng thở nặng nhọc nãy giờ vẫn theo sát mình, liền biến mất. Cái luồng khí lạnh lẽo, hôi hám luôn phả vào gáy mình cũng chẳng còn nữa. Mình vừa thở hồng hộc vừa nói: Cho tôi xin miếng cơm nguội." Hoa nghe vậy bật cười: "Trời đất, tưởng chuyện gì? Xin cơm thôi mà nghiêm trọng dữ vậy. Mà sao người ông đất cát không vậy? Té hả?" "Ừ, tối quá không thấy đường đi, lọt ổ gà." Mình cười như mếu: "Tất là phải nhớ cầm đèn pin theo chứ. Chờ tôi tí nhen."